chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Người hâm mộ khắp thế giới vào tài khoản Instagram của ShinHye khuyên cô nên chúc mừng sinh nhật Ahn Jae-hyun. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2019 là ngày sinh nhật lần thứ 32 của Ahn Jae-hyun. Tuy nhiên đến hiện tại chỉ mới thấy Ahn Jae-hyun đăng tải một số hình ảnh anh vui vẻ với bạn bè của mình. Nhiều khán giả tò mò và lo lắng vì chưa thấy ShinHye chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu nào với chồng của mình. Sau đây là một số lời bình luận của người hâm mộ. Annie đã tải lên hình ảnh của bạn với chồng của bạn. Tại sao bạn không theo chồng của mình? Nhưng tôi yêu cả hai bạn. ShinHye làm chồng ngạc nhiên vì sinh nhật anh. Làm ơn. Sau 3 năm kết hôn, khán giả vẫn nhận thấy được tình cảm tốt đẹp giữa cặp đôi. ShinHye ít tham gia vào các lĩnh vực giải trí sau khi về nhà chồng, tập trung vun vén hạnh phúc gia đình, chăm chỉ làm từ thiện vì trẻ em. Mặt khác, ShinHye cũng đã mở phòng tranh trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tác,